Em Ri xin mến chào đại gia đình. Hiện tại thì em Ri đang có mặt trên đường Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ đồng hồ của em Ri cũng là 9 giờ gọi là 52 phút rồi. Đó thì hôm nay thì em Ri sẽ mời đại gia đình chúng ta cùng em tham quan khu vực này. Đây cả nhà mình thấy ha. Bây giờ thì cũng như là ngày 6 tháng 10 năm 2024 rồi. Đó ngay ngày cuối tuần. Nhưng mà nhìn những cái tuyến đường đây. Đây thì sáng đúng ra là bây giờ đồng hồ là 8 giờ gọi là 54 phút, coi như là gần 9 giờ rồi. Nhưng mà tình hình đây thì mình thấy là cũng lưa thưa lác đác à. Cái người đây thì khu vực ngay chỗ Phan Trang Trị này á, buổi sáng á thì ở đây thì có nhiều quán ăn đó, để đi rẽ vào thử. Đây khu vực này là người ta chuyên kinh doanh thì có món ăn rất là nhiều nè. Nhưng mà sáng đây thì quá trời luôn. Quá trời vắng chứ không phải quá trời cái gì. Tại vì ở đây người ta bán hủ tiếu rồi cơm rồi há cảo xíu mại kính thưa các loại luôn. Đó thì cái khu vực này là em gọi là hàng ăn rất là nổi tiếng, và nổi tiếng nữa là của bà con cộng đồng người Hoa đã bán đây rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì xong rồi đó. Đó thì hủ tiếu mì ra nè, A Hòa nè. Đó thấy đó là những cái tên mà nghe thôi thì chúng ta cũng biết là của bà con cộng đồng người Hoa. Nhưng mà nhìn chung tổng thể đây thì mình thấy đó, sao mà mới 8 mấy 9 giờ thôi mà vắng quá trời vắng luôn. Cái quán cà phê trong lên góc bên kia đường G cà phê thì thấy cũng đông đông khách. Quán G cà phê thì thấy khách đông cũng mừng. Tại vì đến cái thời điểm này chỗ nào đông khách là mừng dữ lắm rồi. Ở đây là cho thuê văn phòng lầu 1 nữa. Nó mình thấy gần như luôn là cái cụm từ nó cho thuê là nó nhan nhản luôn. Đó vì bây giờ coi như là hàng quá thì bây giờ dư thừa quá chi nhiều. Đó thì bán thì coi như là chậm. Đó thì kể cả những công nhân rồi sản xuất rồi bây giờ thì coi như là cũng bị gọi là giảm nhân sự, rồi giảm giờ làm, rồi có những chỗ là bị thất nghiệp luôn. Đó thì quá trời cái hoàn cảnh. Đó bây giờ thì mặt bằng kinh doanh không nổi thì người ta trả thôi. Mặt bằng bây giờ giá cao, giá cao thì mình thấy đó, bây giờ bán thì chậm, mà cái người chủ thì người ta không có hạ giá nhiều, người ta phải hạ giá một ít thôi, thì làm dần dần thì thu đủ chi, đó thì tính toán kinh doanh không đủ thì người ta phải trả mặt bằng. Đây là ngay ngã tư của Nguyễn Biểu và Trần Hưng Đạo, đó thì em đi sẽ đi thẳng đường Nguyễn Biểu này luôn, rồi không đủ tiền thì người ta trả mặt bằng, thì không trả mặt bằng thì ở đây có hai cái điều kiện xảy ra đối với người chủ ha. Người chủ nó có mặt bằng cho thuê thì tại sao người ta lại không giảm nhiều cái mặt bằng tiền, giảm tiền xuống để mà cho thuê được, thì ở đây người ta nói là tại vì người ta có gọi là giàu mà, cho nên là giảm cái tiền mặt bằng xuống thì cái giá trị bất động sản nó bị giảm theo, cho nên là nó phải kéo cái giá thuê nó lên cao thì cái giá trị bất động sản ta mới cao, và cái bất động sản cao thì cái tài sản ta là gọi là nhiều, càng nhiều hơn nữa thì đây là cái điều rất là tuyệt vời, cho nên là chính như vậy mà người ta không có chịu hạ giá nhiều. Đó thì đối với những người giàu, còn đối với những người mà chủ yếu là người ta chờ cái bất động sản lên cao để người ta bán, người ta đầu tư mà. Ở đây thì ngã ba của Nguyễn Biểu với Cao Đạt, đi rẽ vào Cao Đạt. Đó thì đối với những cái người mà gọi là người ta chỉ có một cái căn nhà cho thuê thôi, người ta gọi là tài sản cố định người ta luôn, người ta không có đầu tư rồi định là lên giá bán hay là xuống giá bán gì hết, mà người ta muốn giữ cái căn nhà ra lại và người ta cho thuê để người ta sống thôi, thì đó thì người ta nhờ vào cái dòng tiền chứ không phải là nhờ tài sản. Đó thì nhờ cái dòng tiền mà bây giờ thì coi như là tình hình kinh doanh ế ẩm rồi, kinh doanh gọi nhiều khi là cái nhà bỏ trống là mấy tháng năm trời cũng ai thuê nữa. Đó thì mình thấy rất là khó, nhiều khi người ta không dám thuê. Đó thì cái dòng tiền ta không có, cho nên là cái bài toán về cái dòng tiền nhiều khi là cũng bị thất bại. Và có những người thì người ta đầu tư, người ta nhờ cái tài sản tăng giá để người ta gọi là bán đi, để người ta lấy tiền để mà mua cái khác. Thì bây giờ về cái tài sản tăng giá thì người ta cũng gọi là chậm, và cái dòng tiền nhiều khi thì cũng gọi là cả năm trời không có cho rê được thì coi cũng thất thu luôn. Đó thì rất là khó khăn, khó khăn. Nhưng mà sẽ có một cái câu nói mà bất hủ mà của một cái người nổi tiếng nào nói đó, mà để đời luôn, mà đi nghe rồi mà đi không biết là của ai, không nhớ được của ai,
thì nhưng mà cũng có nghe nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cũng từng nói một cái câu, đó là thà là ngồi khóc trong xe hơi còn hơn là ngồi cười trên xe đạp. Đó thì có một cái buổi phỏng vấn thì đi thấy là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết cũng từng nói câu này, phải khóc trong xe hơi thì dù sao nó cũng mới lạnh rồi nó cũng đỡ hơn, còn ngồi trên xe đạp mà cười thì nhiều khi khói bụi rồi nắng đôi rồi mưa gió rồi nữa thì nó đủ kiểu hết trơn á. Cho nên là mình thấy đó rất là gọi là cái người giàu nó có tài sản, có nhà mặt tiền rồi coi như là sáu bảnh rồi, nhưng là dù rồi có thất thu cái dòng tiền cả năm trời đâu cho thuê được, hay là bị cái giá bất động sản ra xuống đã có sụt giảm thì người ta vẫn là người giàu, thì người ta cũng dễ thở hơn rất là nhiều. Người ta có 1001 cách để người ta xoay sở. Còn đối với anh chị em lao động gọi là có một ít tiền để mà thuê mặt bằng để mà mở kinh doanh, rồi anh chị em đi làm công làm thuê nữa, thì khi mà mất việc hay mất cái chỗ kinh doanh thì mình thấy là coi như là gần như là rất là khó khăn, cuộc sống rơi vào gọi là bế tắc. Cho nên là thấy thương họ rất là nhiều hơn đó. Mình thấy dài ra đây luôn, nhìn những cái đoạn đường này thì mình thấy được là ra đây thì tới là ra chỗ chỗ ngay chỗ gọi là đường đại lộ Võ Văn Kiệt đây. Đây cũng có mặt bằng nhà cho thuê nguyên căn nữa này. Đó thấy đó. Bây giờ coi như là kinh doanh thì cũng chậm. Chạy trên đây thì chuyên doanh về cái phố gọi là nội thất đó, về vật liệu xây dựng rồi đó. Thì đại lộ Võ Văn Kiệt mà cái đoạn này là cái đoạn giống như Hàm Tử ngày xưa đó, cho nên là chuyên luôn. Nó bên kia thì đi xây qua bên sông cái cho gia đình chúng ta thấy bên sông ha, bên bờ sông bên kia là mặt tiền đường Ba Đình đó, của quận 8. Còn bên đây là đại lộ Võ Văn Kiệt của quận 5. Ta sẽ chạy ra đây thì cái số cũ đó là 136 Hàm Tử, ta còn để số cũ luôn. Có nhiều người thì mặc dù tên đường cũng đổi tên mấy lần rồi nhưng mà người ta cũng để số cũ số mới đó. Thì chạy dài tới đây thì có một cái bệnh viện cũng rất là nổi tiếng. Đây thì có một cái trường tiểu học vẫn là mang tên trường tiểu học Hàm Tử đây, chỗ này trường học tiểu học Hàm Tử. Các nhà mình thấy chạy tới đây, đây ngay chỗ đại lộ Võ Văn Kiệt luôn ha. Trường tiểu học Hàm Tử 750-752 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5. Đó thì em đi sẽ đi thẳng luôn. Kế bên trường tiểu học Hàm Tử thì có một cái bệnh viện cũng rất là nổi tiếng, đó là tự nhiên mất chữ ngang luôn cả nhà mình. Chuyên về sốt nè, bệnh viện nhiệt đới. Dạ đúng rồi, đó tự nhiên là ghi mất cái chữ nhiệt đới đâu mất tiêu luôn. Đây là cái bãi giữ xe ha, dài lên trên luôn. Đó thì cái bệnh viện nhiệt đới này cũng rất là rộng và chị rất là hay, là chuyên về cái bệnh sốt rồi đó. Cả nhà mình thấy là sốt đồ về mà uống thuốc hoài không hết á, vô đây xét nghiệm, xét nghiệm máu xong thì khoảng mấy ngày một tuần là hết ngay à. Đó, ngoài ra thì bệnh viện nhiệt đới này cũng chuyên về các bệnh viện về truyền nhiễm rồi rất là nhiều ha. Đó thì ở đây coi như là mình thấy là người ta trị rất là nhiều bệnh ở đây. Rồi kế bên nữa thì bệnh viện nhiệt đới thì mình thấy sẽ thấy là có một cái bệnh viện nữa cũng rất là nổi tiếng. Rồi cái bệnh viện này thì nghe thôi ai cũng sợ hết trơn á. Đó là bệnh viện tâm thần. Đó thì kế bên luôn. Đó thì mình đi dài lên trên này nữa, gia đình chúng ta sẽ thấy khu vực ở trên đây. Đây. Đây để ghi chạy lên trên đây nữa ha, cho gia đình chúng ta thấy được cái chữ của bệnh viện tâm thần. Em thấy đây là bệnh viện tâm thần đây, Hồ Chí Minh. Đây này, thì nhìn lên ha, không biết là cái màn hình gia đình chúng ta có nhìn thấy không. Đó, đây là bệnh viện tâm thần. Đó, thì nguyên cái khu vực này là coi như là bệnh viện nè, hai bệnh viện nối với nhau. Đó thì em đi sẽ đi thẳng luôn, thẳng lên trên này nữa. Ở đây thì có một cái biển chỉ đường nè, Bình Chánh, chợ Bình Tây nè, thì đi thẳng. Đó thì rẽ phải thì ngã 7 Lý Thái Tổ. Đó thì đi dài xích lên. Khu vực này rộng quá, rộng luôn. Nó dài đây thì có một cái chợ nữa,
ngay chỗ vừa qua chỗ cái ngã ba Quỳnh Quảng Đạt với chỗ Ân Kiệt đấy, thì cả nhà mình sẽ đến một cái khu vực đó là chợ Hòa Bình. Đây mình sẽ đi vào trong luôn ha, đi thẳng vào chợ Hòa Bình để cả nhà mình thấy là ở trong chợ thì hiện tại như thế nào, ở trong và ngoài luôn, đi xuyên luôn, hôm nay thì đi xuyên suốt luôn để gia đình chúng ta dễ cảm nhận hơn cái cuộc sống của bà con ở Sài Gòn thì hiện tại nó sẽ ra như thế nào. Đây là bán cá quá trời luôn ha. Đó, mình thấy là bây giờ các sản phẩm bị dư thừa cho nên là bán đầy hết trơn nè. Đó thì bán đầy như vậy thì nó phải bán giá rẻ, cá thịt rồi gà vịt heo rồi đó, nó dư quá trời dư rồi đó, sản xuất bây giờ dư ra thì phải bán giá rẻ. Giá rẻ thì thứ nhất là không có lời nhiều rồi, thứ hai nữa là phải cạnh tranh nữa, nhiều người bán quá. Đó thì mình thấy dẫn đến một cái cảnh là kể cả cái người mà chăn nuôi trồng trọt thì người ta cũng gặp khó khăn. Nó có những cái vụ mà nghe giải cứu về thanh long, giải cứu về cam rất nhiều. Rồi mình thấy là giải cứu là sao? Bây giờ người ta trồng, người ta tốn chi phí rất là nhiều, nhưng mà khi ra mua là cam ký tại vườn 1.000, 2.000 thì thuê người hái nữa thì đâu có lời đâu. Cho nên là mình thấy đó là người ta bỏ luôn, người ta không có hái. Đó thì phải giải cứu, tại vì trồng bây giờ là được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa, cho nên là rất khó khăn cho bà con ở trong những cái hoàn cảnh này. Đây mình thấy quá trời luôn ha, khu vực đây bán rất là nhiều. Để Ghi sẽ chụp một cái ảnh lại cho cả nhà mình thấy đó. Bán rất là nhiều cái sản phẩm ở đây để chạy xích lên trên nữa, coi như là cá thịt rau củ quả coi đầy hết luôn. Để Ghi xem lại bây giờ là đồng hồ của em Ri là 9 giờ 5 phút rồi. Thì hiện tại thì có nhiều cái quầy của bà con đó, mình thấy là còn đầy nhóc luôn, như là thịt cá rồi đó, đầy hết luôn. Tức là hồi sáng tới giờ là chưa bán được nhiều hết, còn đầy thì ít ra thì chợ bây giờ thì chỉ bán được một buổi thôi. Thật sự mà nói thì sáng khoảng bán tới 11, 12 giờ là bắt đầu dọn rồi, dọn hàng rồi. Tại vì giờ đó thì cũng vắng khách dần, cho nên là bắt buộc phải nghỉ. Có một số bà con thì ở chợ Hòa Bình này ta bán được tới buổi chiều, nhưng mà ít lắm. Đó thì coi như là cũng gọi là ngồi gồng thôi. Còn đa số là mình thấy là tới thời gian này bắt đầu là coi như là bán không có được nữa, chậm, rất là chậm. Rồi phải dọn nghỉ khoảng 1 giờ là nó dọn hết rồi. Đó coi như một buổi thôi mà sáng chỗ này thì coi như giờ đi chợ thì khoảng 9 giờ, 9 rưỡi là cũng xong hết. Là người ta cũng nghỉ hết rồi. Đó, nó bắt đầu vắng rồi. Mà bây giờ mình thấy hàng quá mà còn đầy hết chỗ này thì coi như là cái ngày cuối tuần hôm nay thì cũng xong luôn. Đó, nhìn hai bên đường cả nhà thấy quá trời luôn ha, bao la luôn, nhưng mà người bán đâu cũng người bán. Đây là cái sản phẩm dư thừa và cái cung nó vượt cầu đó, thì cái người bán cũng dư thừa nữa. Tại vì sao nói người bán dư thừa? Tại vì ngày xưa là một số lượng gọi là người bán nhất định ở chợ thôi, còn bây giờ cái số lượng người bán ở chợ là tăng rồi, cái người bán online cũng tăng rồi, cái người bán dạo cũng tăng, cái người bán ở trong hẻm, đầu hẻm, giữa hẻm, cuối hẻm cũng tăng nữa, thì dẫn đến một cái tình trạng là người bán quá trời nhiều, dư thừa. Đó thì làm cho cái thị trường càng ngày càng khó khăn hơn. Khi mình thấy đó, bây giờ thì phải bươn chải thôi, đâu có còn cách nào khác. Bây giờ nói thẳng ra là giờ là nhiều công ty, nhiều xí nghiệp, nhiều cái cơ sở kinh doanh sản xuất giảm nhân sự, giảm giờ làm, rồi nhiều khi là đã ngưng hoạt động nữa, thì đâu có làm gì được đâu. Mà không có làm gì được nữa thì chỉ còn một cái cách thôi. Đó, thấy đây. Không làm gì được thì ở nhà thất nghiệp hoài là chết luôn, chịu gì nổi, phải kiếm gì đó làm. Mà đi xin việc vòng vòng thì lại không ai nhận. Rồi giờ sao? Bắt buộc một điều đó là xin việc hoài không ai nhận thì coi như là phải chịu một cái cảnh là phải kiếm gì đó buôn bán để sống qua ngày. Ra ngoài chợ đó coi có gì đó buôn bán nhỏ nhỏ thôi, một cái mâm, một cái xe hay cái gì đó để còn sống, chứ trang trải cuộc sống. Chứ bây giờ mà nằm ở nhà không coi như là chết chắc luôn đó. Đó thì bắt buộc là phải kinh doanh buôn bán để kiếm cuộc sống. Thì kinh doanh buôn bán kiếm cuộc sống thì gia đình mình thấy rồi, quá trời người bán gì thì bán cho ai, cho nên là thành ra là
cung nó lại vượt cầu thì khó khăn nó lại càng khó khăn nữa, cạnh tranh khốc liệt nữa. Bây giờ hai cái chị bán cá đi đó, kế bên nhau, cái chị kia bán ký gọi là 50.000 thì chị này phải bán ký 48 hoặc là 45.000 thì mới có người mua nhiều, chứ không thì thôi ngồi đó gọi là ngáp luôn. Mà bán 48 45.000 nữa thì đâu có lợi gì đâu, coi như là lời rất là ít, là không có đủ chi phí tiền chỗ rồi tiền xăng nữa, rồi bữa nào bán hết rồi cái tiền hao hụt nữa. Cho nên là càng ngày càng bế tắc, nhưng mà bắt buộc phải làm, không làm thì lại không có cuộc sống đó, thì càng làm thì lại là càng mệt càng xỉu hơn. Đi tới vài khu vực ở đây thì thấy là người ta chuyên bán về cẩm thạch đá quý, có mà thấy chỉ một cái xe vậy thôi là biết bao nhiêu là tiền trong đó ha, rất là giàu luôn đó. Người ta nói là có một cái xe bán cẩm thạch ở đây là ngon lành cành đào đó, thì gạo không luôn, bán rất là nhiều. Và ở đây thì mình thấy như vậy mà bây giờ là coi như là ngày xưa lúc trước thì chuộng các anh chị đeo nhẫn rồi, thì đối với những người mà gọi là giàu quá thì ta đeo những cái cương thủng nón, nhưng mà đối với cái người mà gọi là giàu mà siêu giàu vậy thì nó nằm số ít, còn cái người mà gọi là bình dân lại số nhiều. Mà người bình dân thì người ta thích đeo cái này đeo cái kia, ví dụ như đeo một cái nhẫn vàng hay nhẫn bạc gì đó thì thêm một cái hột đá ruby hay cái gì đó, thì đây thì mình thấy là người ta đeo di truyền thì cũng có mặt gọi là Quan Âm, mặt Quan Công, rồi nhiều cái kiểu nữa, rồng rắn đồ, thì đây thì đá cẩm thạch đồ đó thì người ta khắc được những cái này, cho nên là mình thấy là người ta bán được cái số lượng nhiều, cho nên là ngon lành cành đào luôn. Mà đá ruby hay đá gì đó mình gớ vào một cái mặt di truyền đó còn là vài triệu thôi, đâu ít đâu, hoặc là cái hộp cho nhẫn rà rá chẳng hạn đó, thì cho nên là người ta bán được số lượng nhiều, cho nên là lời dữ lắm, không ngon lành cành đào nữa đó. Thì nhưng mà trước đây thôi, còn bây giờ thì mình thấy là cái khó khăn bây giờ là gần như là kinh tế khó khăn thứ nhất nữa, là thứ hai nữa thì có về miền Tây á, những cái đám tiệc miền Tây, đặc sản của miền Tây là khi đám tiệc á thì người ta đeo vàng, tiền thì người ta sắm vàng rất là nhiều, cái kinh tế gia đình ta cũng thể hiện qua là cái gia đình đó người ta đeo vàng nhiều hay là đeo ít vàng, nhiều vàng hay ít vàng đó, thì mình thấy là vàng rất là nhiều, đeo nhiều vậy thì người chứng tỏ là người ta giàu. Cho nên là về miền Tây mình đi đám tiệc thấy ra đeo vàng có cục kìa, rất là nhiều. Còn đối với những cái người siêu giàu thì mình thấy là nhiều khi nó không đeo vậy, ta đeo có cái đồng hồ hoặc là đeo có những kim cương thôi, mà tính giá trị toàn là tỷ tỷ không à, rất là lớn. Còn ở miền Tây thì gọi là người ta vàng cũng là một cái loại tài sản và người ta rất là thích đeo vàng đó, đám tiệc rồi trời đeo vàng mà từ trên dưới nhìn vàng khè hết trơn luôn đó. Thì vàng thì nó ngoài vàng thì nó đeo trơn cũng đơn điệu, thì nó cũng có kèm theo như là cái mặt đá sapphire, đá ruby hay là cẩm thạch này kia rồi đó, thì người ta cũng gọi là trang sức luôn đó, thì cho nên là mình thấy là họ bán rất là được. Còn bây giờ thì coi như là chậm, thị trường cũng chậm rất là nhiều rồi. Ở đây thì chỗ đại lộ Quan Kiệt đoạn này thì mình thấy là có cái công viên ha, ở đây thì công viên đây người ta làm trồng cây xanh nè, rồi có ghế đá, có nơi tập thể dục rồi cũng rất là mát luôn đây. Đây cũng là một cái điều tuyệt vời, tạo được một cái mảng xanh, có chỗ cho bà con tập thể dục, dạo mát, sinh hoạt, thì đây cũng là một cái điều rất là quý tại trung tâm thành phố, và đặc biệt là ngay trung tâm quận 5 mà có những cái công viên cây xanh gì thì rất là tuyệt vời. Tại vì ở trung tâm gia đình chúng ta thấy là cái mà thiếu nhất là cây xanh, tại vì nhà thì bê tông quá, rồi xe chạy thì khói bụi coi như là xuyên suốt luôn, mà có những cái khu cây xanh này thì rất là quý cho bà con ở sống ở khu vực này. Đây thì ngay chỗ cầu Nguyễn Tri Phương, đi đang chạy dưới đại lộ Võ Văn Kiệt, đi qua chỗ cái cầu Nguyễn Tri Phương đây đó, hướng này thì sẽ chạy về xuống chỗ trung tâm bưu điện Chợ Lớn, Hải Thượng Lãng Ông, nó dài ra luôn. Ở bên đây thì phía sau của Đại Thế Giới, nhìn xa qua Đại Thế Giới bây giờ thì mình thấy là phía sau là vắng vẻ lắm ha. Ngày xưa thì phòng gym, hồ bơi đồ, còn bây giờ mình thấy Đại Thế Giới trên lầu cửa kính thì nó bể tè le hết trơn, cũng không ai trang gọi là sửa chữa gì lại hết. Hồ bơi trên thì mình thấy vắng tẻo con teo luôn đó, thì bây giờ thì không nhận ra chỗ Đại Thế Giới này luôn, trời vắng quá trời vắng.
Đó thì nãy thì chạy đường ngoài, phải chạy đường trong thì gia đình chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn. Đây thì buổi sáng thấy có hai chú đang ngồi nhậu rượu đế nữa. Đó, thấy không? Nhà mình thấy gọi là không biết phải nói sao, nhưng mà giống như cái tình trạng gọi là bất cần đời luôn rồi. Đó thì sáng ra mà ngồi gọi là nhậu nhậu ở đây là nhậu ghiền á. Đó thì nhậu ghiền luôn rồi. Đó, sáng vô là phải có men, không có men chịu không nổi. Đó thì sau một cái thời gian á thì tay chân rồi nó bị rung á, rung tay rung chân thì đâu có làm việc nổi đâu. À, càng ngày cái sức khỏe nó càng gọi là đi xuống luôn. Đó, ngay đây thì có một cái nhà hàng tiệc cưới nữa, Á Đông nè, Riverside, quán cà phê Trung Nguyên ở đây nữa. À, cái quán cà phê Trung Nguyên ở đây thì thấy cũng đông đông khách nè. Có nhà hàng tiệc cưới đây thì bây giờ thì coi như là dân số già rồi, chứ các bạn mà trẻ trẻ giờ cũng tản đi nơi khác rồi, về quê rồi nhiều nữa, cho nên những cái nhà hàng tiệc cưới giờ nên là cũng vắng khách và ế dữ lắm. Đây thì ngay góc đường Ngô Quyền, Ngô Quyền giao nhau với Võ Văn Kiệt. Thì clip em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.